Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ về những kiến thức học thuật về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt là được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, thì Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị gia chủ tuổi Mậu Tý thân mến, chắc hẳn là quý vị cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 12 âm lịch sẽ như thế nào, đúng không ạ? Xin được chúc mừng quý vị, bởi vì bước sang tháng 12 đối với gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 là những người cực kỳ may mắn và thành công. Không những là chúng ta có tiền bạc đầy túi mà về phần gia đạo cũng rất là bình an. Chúng ta hãy bắt đầu về phân tích về vận trình của tuổi Mậu Tý trong tháng 12 quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường được gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh, phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định, người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phát, được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ vả. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt. Khi họ ưu ái ai thì người đó được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giỏi giao thiệp. Có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ lại vào tính cách lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận sóng gió cho cuộc đời của người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Xem tử vi tháng 12 năm 2021 âm lịch cho gia chủ Mậu Tý, vận trình sự nghiệp nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí. Cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới tái hợp làm ăn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 nếu vẫn đi làm, bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tốn hao nhiều công sức hơn mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi, tranh cãi, vừa gây ảnh hưởng công việc, vừa khiến cho uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu từ việc đương số khó kiểm soát cảm xúc của cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng khiến cho kẻ tiểu nhân nóng mắt tìm cách phá quấy và hãm hại. Tuy nhiên, trong cái hại lại có cái may, khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy tuổi Mậu Tý nỗ lực hơn, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao không nhỏ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng này, vận trình tài lộc của các gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 thăng trầm bất định, có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bạn phải chi tiêu rất nhiều cho bản thân và gia đình, mua sắm tiêu xài nhiều nên nguy cơ thất thoát không hề nhỏ. Tiền trong túi tỷ lệ nghịch với chiều dài của hóa đơn, gia chủ cần chú ý. Mặt tốt, đó là nhờ tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại thêm sự chăm chỉ và không chịu ngồi yên một chỗ mà biết tìm thêm nghề tay trái hoặc đầu tư nên cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ bên cạnh nguồn thu từ công việc chính. Thu nhập tăng lên đồng nghĩa với các khoản phí tổn cũng tăng không ít, cần phải có kế hoạch tài chính chi tiết và cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu, sức khỏe của người tuổi Mậu Tý rất dễ tiềm tàng những tai họa ngầm. Do đó, bạn cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần phải chú ý khi đi lại. Tử vi cho thấy, có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này, nhẹ thì xây sức chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này của gia chủ thì dù chỉ một tổn thương nho nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục, nên với bất cứ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tiền tài, danh vọng, tài lộc, Mậu Tý đã cố gắng cả đời, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn nữa quý mệnh chủ nhé. Đời sống sinh hoạt cần phải điều độ hơn, không thích hợp đến mấy tụ điểm giải trí, không thích hợp với độ tuổi, nên hạn chế các cuộc hẹn xã giao. Gia chủ cũng cần phải chú ý tập luyện các động tác phù hợp với độ tuổi và cũng đừng quên các cuộc hẹn với bác sĩ định kỳ. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ, nếu có thời gian, nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp cho vạn vật hanh thông, tốt lành. Đồng thời đây cũng chính là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ Mậu Tý, sinh năm 1948. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ tình cảm xã giao của người tuổi Mậu Tý không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể là do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính đương số. Dù sao thì bản mệnh cũng là người có tuổi, tốt nhất là nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động, dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 12 năm 2021, tức ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Năm nay các gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì vậy mà chúng ta phải luôn vững tin vào trong cuộc sống có lẽ là đầy chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.